thực ra Bích Thảo quay MV Sinh Nhật Thứ Hai của mình. Xin chào các bạn khán giả, mình là Đỗ Tuấn Hùng, mình là tác giả Các Khúc Người Yêu. Người Yêu là một ca khúc mang một màu sắc rất là đáng yêu, nhẹ nhàng, tình cảm với tuổi người yêu. Nếu dùng 3 từ để mô tả khúc này khi mà mình viết ca khúc này thì mình có hình tượng từ Mười Nai, cũng là người em của mình. Mười Nai là một cô gái khá là tinh nghịch và mình nhìn nhận được rằng ở trong cái lứa tuổi mới yêu này thì các cô gái cảm rất là dễ dàng, cảm thấy hạnh phúc với những cái cử chỉ hành động của bạn trai mình dù nó là rất nhỏ. Cô gái trong bài hát này đây là lần đầu tiên mình hợp tác với Vinoplus, cảm giác của mình rất là vui. Vinoplus là một công ty có cách thức làm việc rất là chuyên nghiệp. Mình hy vọng rằng trong những tác phẩm sắp tới của mình sẽ được hợp tác lâu dài hơn với Vinoplus. Lần đầu hợp tác với Vinoplus là mình cảm thấy rất là phấn khởi và mình mong rằng là sau này sẽ có nhiều hơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn khán giả đối với mình và Mười Nai trong các khúc video này. Xin cảm ơn.